trần gia phong trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ nam california trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay vẫn cho phép phong cảm ơn bác sĩ Trọng Võ đã bảo trợ mua tạp chí quốc phòng của TNP Channel để tặng cho khách hàng của ông. quý vị nào mà muốn có những ý kiến hoặc là muốn có những cái tìm hiểu về dự thảo quý vị có thể liên lạc với bác sĩ Trọng Võ qua cái số điện thoại trên màn hình của quý vị là năm bảy một bốn năm ba một hai không hoặc vào trang web của bác sĩ trọng võ là tn -dược -thảo com tn -dược -thảo com để biết thêm chi tiết và số thứ bảy tháng 9 đã có quý vị nào muốn mua thì có thể liên lạc với tnp channel và hình bia chính là kim jong un và vladimir putin ở tại nước nga đây là cái số tháng 9 trong đó có nhiều cái chi tiết khá quan trọng liên quan tới cuộc họp này cũng như là việc mà Trung Quốc có những cái hành động ở tại Biển Đông như thế nào thì tất cả đều có ở trên cái tạp chí quốc phòng số mới nhất của TNP Channel đó là cái à, à, tờ tạp chí quốc phòng của tháng này cảm ơn tất cả mọi người và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần tin tức của chúng ta mỗi buổi chiều đầu tiên hết là ông Anthony Blinken ngoại trưởng của Hoa Kỳ nói rằng Iran đã không chịu trách nhiệm trong các chương trình nguyên tử của họ. Tin từ New York cho biết là việc Iran quyết định là ban cấm giới chức thanh sát của Liên Hiệp Quốc à, tới à, tìm hiểu về cái à, lò phản ứng nguyên tử của họ là hành động vô trách nhiệm. Đó là lời phát biểu của ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đã đưa ra ngày hôm nay thứ sáu. Lời phát biểu này đưa ra giữa lúc Washington đang tìm cách buộc Iran là phải có một cái giới hạn trong chương trình nguyên tử của họ và trong ngày thứ bảy thì người lãnh đạo của cơ quan IAEA tức là cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hợp quốc đã lên tiếng nói rằng Iran đã cho di chuyển hàng loạt các cái người thanh sát qua ra qua một nơi khác và không cho họ phép họ giám sát cái khu vực nguyên tử của Iran và phía Iran lên tiếng nói rằng họ đã kêu gọi liên uh, hoa kỳ và âu châu là phải để cho tehran giới hạn trong cái hiệp ước trước đây mà uh, iran có quyền làm giàu chất uranium đây được xem là một trong những cái uh, chi tiết mới nhất và trong đó thì cơ quan IAEA đã lên tiếng và nói rằng họ cần phải xác nhận lại việc mà Iran có đáp ứng đúng cái thỏa thuận năm 2015 nơi mà Tehran đang tìm cách làm giàu chất uranium và trong đó để giảm nhằm giảm đi cái tình trạng gọi là cấm vận của Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu. Tuy nhiên thì tất cả những nỗ lực này dường như đã bị bế tắc khi mà Iran đã không cho phép các thanh sát viên của Liên hiệp quốc có thể tới những cái lò phản ứng nguyên tử mà tình nghi là Iran đã che giấu rất nhiều những hoạt động ở đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Iran ngày hôm nay, Thủ tướng Do Thái đã lên án Iran trong lời phát biểu và hy vọng rằng sẽ đạt được hòa bình với lại Saudi Arabia trong ngày thứ tư họp ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Bản tin mới nhất cho biết thì bước qua ngày thứ tư của phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã khởi động tại New York từ hôm thứ sáu. Các lãnh đạo từ nhiều quốc gia trên toàn thế giới đã bắt đầu phát biểu về những vấn đề của họ, bao gồm luôn cả vấn đề khí hậu toàn cầu và những tranh chấp trên toàn cầu trên 100 nhà lãnh đạo thế giới đã có mặt trong 3 ngày đầu tiên trong lời phát biểu và hầu hết các lời phát biểu đều liên quan tới vấn đề của khí hậu toàn cầu, cuộc chiến của Nga tại Ukraine và tình trạng gọi là lạm phát về kinh tế cũng như hầu hết những cái vấn đề đã được thảo luận. Thiên tuy nhiên, thì à, thủ tướng do thái ông Benjamin Netanyahu đã nói với đại hội đồng liên quốc vào ngày thứ sáu là do thái đã, đã đang đã gửi, tiến gần tới việc đạt được thỏa thuận hòa bình với Saudi Arabia và sử dụng điều này ông nói rằng là cho thấy ông cho thấy cái bản đồ của do thái năm 1948 xung quanh cái khu vực mà được xem là à, vốn là có những cái thù địch với lại các quốc gia ả rập và trong nhiều thập niên qua thì à, do thái đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao với sáu quốc gia trong đó à, bao gồm bốn quốc gia đã được thực hiện từ cái hiệp gọi là Abraham với cặp năm 2020 và hiện nay không có gì đặt câu hỏi với cái hiệp ước Abraham Record trong đó đã có một cái chương mới dành cho hòa bình và tôi tin rằng chúng tôi sẽ có được cái tiếng gần tới việc mà phá vỡ những bế tắc ngoại giao và tạo ra một lịch sử hòa bình giữa Do Thái và Saudi Arabia ông Netanyahu cho biết và hòa bình giữa Do Thái và Saudi Arabia thật sự sẽ tạo ra được một cái điều mới mới mẻ cho Trung Đông và trong đó thì cao trong cái thỏa thuận hòa bình này bao gồm luôn việc già phải có được một quốc gia của người Palestine trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Fox thì thái tử của Saudi Arabia là Mohammed bin Salman nói rằng các phía cần đang làm việc gần gũi hơn để có thể bình thường hóa các mối quan hệ ngoại giao. Mỗi một ngày chúng tôi đều tiến gần hơn và dường như đây là lần đầu tiên có một cái vấn đề rất nghiêm túc và chúng tôi đang quan sát xem nó tiến triển như thế nào. Ông đang chắc rằng quốc gia của ông sẽ làm việc với Do Thái không cần biết ai là người chịu trách nhiệm hay là ai là người đứng đầu và kêu gọi có một cái thỏa thuận lớn nhất trong lịch sử để chấm dứt cái cuộc chiến tranh lạnh và ông nói rằng có thể sẽ có thỏa thuận ở trong cái thỏa thuận về vấn đề của người Palestine và chúng tôi sẽ phá vỡ tất cả những cái bế tắc và đạt được những thỏa thuận để người Palestine có được những cái khu vực của họ. và chúng tôi đang làm việc với bất kỳ ai. Đó là lời phát biểu công đưa ra. Các cuộc đối thoại hòa bình giữa Palestine và Do Thái đã bị đổ vỡ hơn một thập niên trước đây và bạo động đã gia tăng trong những năm gần qua và Do Thái đã thực hiện các cuộc đột kích quân sự vào khu vực chiếm đóng ở Tây Ngạn nơi mà người Palestine đã tấn công người Do Thái. Trong ngày thứ năm, thì tổng thống của Do Palestine là ông Mahmoud Abbas đã lên tiếng kêu gọi Palestine cần phải <laughs> có được cái vai trò tương tự như Do Thái ở tại Liên Hợp Quốc. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới cái cuộc xung đột giữa Palestine và Do Thái, cũng như là việc mà Do Thái sắp sửa đạt được một cái thỏa thuận bình thường hóa các mối quan hệ ngoại giao với lại phía của Saudi Arabia. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay thì các thành viên của Đảng Cộng Hòa đã phản ứng khá mạnh sau khi Ngũ Giác Đài quyết định là sẽ loại trừ cái vấn đề hỗ trợ cho Ukraine ra trong vấn đề mà chính quyền có thể bị shut down vào tuần tới. Bản tin mới nhất cho biết thì các thành viên của Đảng Cộng Hòa đã lên tiếng mạnh mẽ sau khi Ngũ Giác Đài xác nhận rằng Họ sẽ ngăn chặn việc mà à, hoạt động của họ và hỗ trợ cho Ukraine trước tiềm năng mà chính quyền Hoa Kỳ bị uh, shut down, tức là bị đóng cửa. Ngày 30 tây tháng 9 sẽ là cái ngày mà các nhà lập pháp phải đạt được thỏa thuận trước khi chính phủ bị đóng cửa. Và Bộ Tư pháp cho biết là những hoạt động hỗ trợ cho Ukraine vẫn được tiếp tục và miễn trừ, không có bị shut down. Và điều này thì nó được, được quy định trong luật pháp và cái chiến dịch gọi là Atlantic Resort vẫn tiếp tục được... Uh, hoạt động bất kể dưới cái sự gọi là đóng cửa của chính phủ phát công viên của DOD tức là của bộ quốc phòng đã đưa ra bà người này có tên là Chris Shawwood đã nói với đài truyền hình Fox News và trong đó gần như đã gây ra phản ứng lớn của đảng cộng hòa trong đó thì à, dân biểu Tom Tiffany của đảng cộng hòa tại Wisconsin lên tiếng và nói rằng chính quyền của Joe Biden nghĩ rằng ngân sách bảo vệ cho yêu, biên giới của Ukraine vẫn ta tốt hơn và quan trọng hơn là bảo vệ cho biên giới của chúng ta. À, dân biểu này đã viết trên trang Platform X và kế bên đó thì à, nữ dân biểu mà Jody Taylor Green đã viết rằng chúng ta sẽ thấy được những gì đang xảy ra và tôi không biết Joe Biden đang làm việc cho ai. À, và tuy nhiên thì à, hiện nay đây là những gì chúng ta chứng kiến được ở tại Hoa Kỳ đó là lời phát biểu của dân biểu Michael Cloud của Texas quý vị không thể ra làm điều này đó là lời phát biểu của bà anna polina luna ở tại florida và đã quá đủ đó là lời phát biểu của bà luna cho biết như trên như chính quyền của Joe bên gần như là đã nằm ngủ quên ở trên chiếc xe lửa hỗ trợ cho ukraine thay vì người dân hoa kỳ Tôi không biết rằng là ông ta có nhận ra đất nước mà ông ta đang lãnh đạo và ông ta đang lãnh đạo đất nước này hay là ông ta đang lãnh đạo một đất nước khác. Tôi không có một cái uh, thấy ra rõ ràng có một cái quyền lợi gì khi mà cung cấp cho cái uh, việc mà dẫn tới một đệ tam thế chiến. Đó là lời phát biểu của bà đưa ra. Bên cạnh đó thì... Uh, Sir Wood đã nói với tập Political vào ngày thứ Năm là ngũ giác đài quyết định vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine bất kể tình hình chính quyền bị đau chỉ còn một tuần lễ và luật cho phép họ làm điều này cắt bỏ việc phục vụ của người dân hoa kỳ là việc gợi, gợi là của người dân hoa kỳ tuy nhiên vẫn tiếp tục gửi tiền qua ukraine đó là lời phát biểu của abigail jason được xem là giám đốc điều hành của thượng nghị sĩ josh hali và đây là một điều xúc phạm quá mức và làm cách nào là có vấn đề này là được xem là hợp pháp đó là lời nói của cựu nữ dân biểu mera flores ở texas cho biết gì trên người Đảng Cộng hòa là đã đặt người dân Hoa Kỳ lên trên hết thì phải có một cái sự trách nhiệm. Đó là lời phát biểu của bà Led ứng cử viên trước đây của chức tổng thống thống đốc của tiểu bang Arizona và chỉ có chính quyền của Joe Biden mới lo là ngại tới cái vấn đề gọi là cung cấp nguồn tiền cho Ukraine trong cuộc chiến tranh, họ đối xử với người dân làm việc siêng năng tại Hoa Kỳ giống như là lá bài trao đổi và gia đình của chúng ta không bao giờ nằm trong cái trò chơi của họ. Đây được xem là phản ứng khá mạnh mẽ của hầu hết thành viên của Đảng Hòa sau khi ngũ giác đại tuyên bố rằng nếu chính phủ đóng cửa thì họ vẫn tiếp tục duy trì làm việc để hỗ trợ cho Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay thì ông McCarthy, chủ tịch của Hạ viện, lên tiếng nói rằng là tiền mà gửi cho Ukraine từ ngũ giác đài sẽ tiếp tục diễn ra sau khi bà Green nói rằng sẽ không bỏ phiếu. Chủ tịch của Hạ viện là ông Kevin McCarthy loan báo vào ngày thứ Sáu, ông vẫn tiếp tục đưa ra cái uh, ngân sách dành cho phía của Ukraine mà ngũ giác đài đã yêu cầu trong cái, cái dự luật gọi là quốc phòng. Mà trong đó thì bà dân biểu Marjorie Taylor Green đã lên tiếng và nói rằng bà sẽ ngăn chặn dự luật này và không để nó được đưa ra. Ông McCarthy cho biết ông sẽ xóa bỏ 300 triệu Mỹ Kim hỗ trợ cho Ukraine ở trong cái à, dự luật quốc phòng này và trong đó sau khi có sự đề nghị của bộ quốc phòng tuy nhiên thì à, nó vẫn cần phải có một cái sự bỏ phiếu ông McCarthy đã được hỏi khi mà nói về tình trạng của cái dự luật mà hỗ trợ cho Ukraine và việc này diễn ra giữa lúc mà phía của đảng hòa đang phản ứng rất mạnh khi ngũ giác đại tuyên bố về việc mà họ vẫn tiếp tục duy trì hoạt động nếu chính phủ bị đóng cửa <laughs> bà Green vốn đã trước đây là một đồng minh thân cận của ông McCarthy là một trong những người đã lên tiếng chống lại cái quy tắc này và cái ngân quỹ dành cho chiến tranh ở Ukraine mà không có dành cho một chút nào biên giới Hoa Kỳ và tất cả mọi việc đều diễn ra gần như là đã không thể chấp nhận được. Phía ngũ giác này cho biết là họ sẽ yêu cầu cái ngân quỹ gần 300 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ cho việc huấn luyện dụng cụ và kể cả các cái việc vận chuyển cung cấp cái dịch vụ cũng như là tiền lương cho tất cả các binh sĩ của Ukraine giữa lúc mà người dân Hoa Kỳ đang nỗ lực phải đối phó với tình trạng khó khăn. Đây được xem là một trong những cái phản ứng khá mạnh của bà Rin cũng như là bên Bên phía của đảng hòa đối với cái dự luật hỗ trợ cho ukraine cùng một lượt thì ông McCarthy cho biết là vẫn có khả năng thông qua được cái dự luật chi phí quốc à, chi phí cho chính phủ vào năm tới à, trước cái thời hạn chót chủ tịch của hạ viện hoa kỳ là ông kevin mặt trong ngày thứ sáu nói rằng ông nghĩ vẫn có khả năng thúc đẩy một cái dự luật lưỡng đảng ngắn hạn để giải quyết về cái tình trạng của ngân sách vào năm tới Chúng tôi đang có những thành viên đang làm việc và hy vọng rằng chúng ta sẽ tiến tới phía trước vào ngày thứ ba để thông qua các dự luật này. Ông McCarthy đã phát biểu với các thông tính viên ở tại Điện Capitol. Ông cho biết là ông đã tìm đủ mọi cách để ngăn cản cái tình trạng mà chính phủ bị đóng cửa giữa lúc mà các những người bảo thủ ở trong đảng Hòa đã gây gắt đối với cái ngân sách này. Tôi vẫn tin rằng nếu mà chính phủ bị shutdown thì quý vị sẽ có một cái vị trí rất suy yếu và nếu quý vị cần thêm thời gian cho việc ngân sách cho chính phủ thì chúng vị quý vị phải thông qua cái dự luật tạm thời đây được xem là một trong những cuộc tranh đấu gay gắt và phía đảng cộng hòa vẫn chưa có à, quay trở lại cho tới ngày thứ ba và họ sẽ để 5 ngày để giải quyết cuộc đối đầu trước ngày 30 tháng 9 là ngày hạn chót và là cái ngày cuối cùng của tài khóa năm 2023 ông McCarthy đang đối diện với hàng loạt các cái yêu cầu cắt giảm gây gắt của những người bảo thủ và trong đó không muốn là phía chính quyền của Biden phải chi phí quá nhiều tiền. Đây được xem là một trong những cái cuộc tranh đấu gay gắt và có thể dẫn tới tình trạng chính phủ bị đóng cửa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Bộ An ninh nội địa có một bản ghi nhớ trong đó nói rằng họ có toàn quyền nhắm vào cái mà họ gọi là misinformation. Đây được xem là một trong những cái thông tin mới nhất liên quan tới Bộ An ninh nội địa bộ an ninh nội địa sau khi mà có một cái lời khiếu nại của một tổ chức ở bên ngoài lên đó họ nói rằng họ vẫn có quyền để mà đối phó với tình trạng mà họ gọi là misinformation hay là uh, uh, disinformation bộ này vốn đã thành lập ra một cái đơn vị gọi là mdm MDM tức là Misinformation, Disinformation và Malinformation, uh, Malinformation đây là một trong những cái, cái vấn đề gọi là thông tin sai lạc mà họ cho rằng là cần phải đối phó và trong đó, thì tổ chức có tên là Libertarian American for Prosperity Foundation đã yêu cầu bộ này cung cấp tất cả những chứng từ căn cứ trên đạo luật tự do thông tin và trong đó à, cho thấy rằng là họ đề cái dự luật này là Ukraine Playbook và trong đó gần như là họ bắt đầu chỉ đạo cho các nhân viên ở dưới quyền tập trung vào vấn đề disinformation và misinformation mặc dù cái đơn vị này đã bị giải tán trước trước đây và trong đó thì à, một trong những nhân vật đứng đầu của tổ chức AFPF à, đã lên tiếng và nói rằng họ đòi hỏi tất cả những cái chứng từ trong vòng 14 tháng qua và trong đó bao gồm luôn những tập tài liệu quan trọng mà phía bờ bộ an ninh nội địa đã thực hiện và bộ an ninh nội địa đã viết thư trả lời với tất cả truyền thông báo chí cho rằng là họ có quyền để mà truy theo bắt tất cả những cái gọi là ngăn chặn tất cả những cái gọi là info, disinformation hoặc misinformation mà họ cho rằng đây là cuộc chiến họ tranh đấu trong vòng hơn một thập niên qua và vẫn tiếp tục sẽ làm việc với mạng xã hội để ngăn chặn những cái này điều này đây được xem là một trong những hành động mà giới bảo thủ đánh giá rằng bộ an ninh nội địa đã chính trị hóa ở trong cái uh, bộ này và tìm cách sử dụng cái việc mà chống lại tin giả tin nhiễu tin sai lạc bằng một cái uh, thái độ gọi là bức hại về cái quyền tự do ngôn luận của người dân đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay thị trưởng của một trong những thành phố lớn nhất nước mỹ là thành phố Dallas đã rời khỏi đảng dân chủ và đổi qua đảng cộng hòa và ông tuyên bố rằng các thành phố ở lớn ở hoa kỳ cần phải được quản trị bởi đảng cộng hòa thị trưởng của một trong những thành phố lớn nhất tại hoa kỳ đã loan báo ngày thứ sáu là ông sẽ rời khỏi đảng dân chủ và gia nhập vào đảng cộng hòa trên bài viết ở trên tờ wall street journal trong cái tựa đề là american city nick America, uh, republican and I'm, i am being the one tức là người dân hoa kỳ đang cần sự quản trị ở các thành phố lớn do đảng cộng hòa quản trị và tôi sẽ là một người trong đó Thị trưởng của thành phố Dallas là Eric Johnson, một người gốc da đen, đã tuyên bố là ông sẽ rời khỏi đảng Dân Chủ bởi vì tương lai của người dân Hoa Kỳ ở các khu gọi là ngoại ô cũng như trung tâm lệ thuộc vào tất cả những cái thị trưởng của những thành phố lớn và trong đó gần như là phải đang phải thực hiện những chính sách bảo thủ hơn. Đây được xem là lời phát biểu của ông. Các thành phố của chúng ta đang đối diện với nhiều thách thức từ lâu nay và chúng ta nghĩ chúng tôi nghĩ rằng cần phải được quản trị bởi những thành viên của đảng cộng hòa ông đã tuyên bố như trên và trong một cách khác thì các thành phố của các người dân hoa kỳ cần những người đảng cộng hòa và đảng cộng hòa cần các thành phố lớn đó là lời phát biểu của ông đưa ra và cái vấn đề gọi là uh, chuyển đảo đảng của tôi là tương tự như là người anh hùng Theodore Roosevelt đã sinh ra nơi mà 20% người dân hoa kỳ đã sống ở các khu vực ở ngoại ô và thời gian mà ông ta được chọn làm tổng thống ông ta đã chia sẻ ít nhất 40% tất cả những cái uh, gì mà chia sẻ ra cho ngoại ô và điều này là cần thiết và tôi nghĩ rằng là các cái thành phố lớn đều cần có sự quản trị của đảng cộng hòa. Ông Johnson đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cho các chính sách cứng rắn hơn, bao gồm luôn cả thủ đô của tiểu bang Texas là thủ phủ thì đúng hơn thủ phủ của tiểu bang Texas là Austin, trong đó gần như đang có một cái uh, chiến dịch cứng rắn hơn à, tiếp theo sau cái việc mà đòi phân à, tức là đòi giảm đi ngân sách của cảnh sát sau cái chết của George Floyd vào tháng 2 thì ông Johnson đã nói trên truyền đại truyền Fox à, ở trên trang social media trong đó thì à, cảnh sát của Austin đã về hưu và gần như là họ đang đối diện với tình trạng khó khăn khi mà bị tình trạng gọi là phân và khi quý vị là thị trưởng quý vị ủng hộ cho cảnh sát không chỉ là giúp cho họ có thể giữ gìn an ninh của thành phố và chống lại tội phạm mà bên cạnh đó quý vị còn phải làm Việt họ với nhiều những người bạn. Đây được xem là một trong những cái uh, bản tin mới nhất và thành phố Đà Lạt được xem là có tình cái mức gọi là giảm đi tội ác rất nhiều sau khi mà ông Johnson trở thành thị trưởng từ năm 2019 và ông nói với đài truyền hình Fox News ở năm 2021 là ông có ba địa việc mà đóng góp thứ nhất là một cảnh sát mạnh mẽ và trong đó gần như là có một ngân sách dồi dào để cảnh sát có thể đối phó với tội phạm và do đó tình trạng tội ác đã giảm đi tại thành phố này và ông chính thức đổi từ đảng dân chủ qua đảng cộng hòa đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay thành phố new york lại dự tính trục xuất hàng ngàn di dân bất hợp pháp ra khỏi những trại tạm trú Bản tin mới nhất cho biết, thì thành phố New York đang dự tính là sẽ cho à, trục xuất rất nhiều những người à, tị nạn ở trong các cái trại tạm trú. Trước đây họ được ở khoảng 60 ngày để mà họ dọn sạch sẽ đối phó với tình trạng có những người tìm tị nạn tới à, thành phố này theo tường trình của tờ Politico. Bản báo cáo đưa ra 3 ngày sau khi mà tờ New York Post báo cáo rằng thị trưởng của thành phố New York là ông Eric Adams đang duyệt xét một cái chính sách mới và trong đó. Những người di dân có thể ở trong những trại tạm trú này tối đa là 30 ngày, tức là phân nửa so với điều kiện hiện nay. Hàng ngàn người chuẩn bị sẽ bị trục xuất ra khỏi cái uh, shelter, tức là những cái nơi tạm trú cho họ trong cuối tuần này, theo thường trình cho biết. Và hiện nay những người này gần như không hiểu được là họ thành phố New York đã không thể có được cái uh, khả năng để chăm sóc cho họ. Tuy nhiên thì... Uh, đây là vấn đề lớn nhất và họ vẫn tiếp tục tràn tới đây và điều này sẽ không bảo đảm cho họ có thể được ở tại những nơi này. Trước đó thì thống đốc tiểu bang New York là bà Kathy Hochu đã nói với các thông tin viên trong tuần này là sẽ không bao giờ có chuyện trục xuất bất kỳ ai hay là hành động đơn phương nào về quyền phổ quát của họ trong vấn đề gọi là cư trú tại thành phố New York. Tuy nhiên thì <laughs> hiện nay họ đang dự tính sẽ trục xuất những người này ra khỏi những trại tạm trú và tìm cách gọi là giải tỏa bớt các cái trại tạm trú cho họ để dọn dẹp và ngăn ngừa tất cả những người khác tràn tới thành phố này đó là bản tin liên quan tới thành phố New York ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay nhiều nhà cung cấp cái dịch vụ gọi là chăm sóc cho trẻ tuổi giới đã phải ngưng lại bởi vì tình trạng gọi là bất hợp pháp những tiểu bang do Đảng Cộng Hòa quản trị đang gấp rút để ban lệnh cấm chăm sóc trẻ em cho cái vấn đề của trẻ, trẻ chuyển giới và một vài gia đình mà có trẻ em chuyển giới hiện nay đang phải đối diện với một thách thức là kể cả những tiểu bang mà họ cho phép những trẻ em chuyển giới vẫn chưa chắc nhận được cái việc chích hormone để hỗ trợ cho các em. Đây được xem là một trong những cái quyết định mới nhất sau khi mà tiểu bang Missouri và North Dakota việc mà chăm sóc trẻ em chuyển giới bằng cách chích học môn đã bị ngưng lại và một số những cái nhà cung cấp về y tế lo ngại rằng họ sẽ liên đới trách nhiệm với một số luật lệ và do đó họ đã ngưng lại cái việc hỗ trợ này. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới liên quan tới nhiều tiểu bang và trong đó lợi dụng cái tiền thuế của người dân với danh nghĩa là chăm sóc trẻ y tế cho trẻ em và họ thực hiện các cái tiến trình chích học môn cho những trẻ em được xem là chuyển giới và nhiều tiểu bang đã bắt đầu đưa ra lệnh và nghiêm cấm sử dụng tất cả ngân sách của tiểu bang lẫn liên bang để mà cung cấp cho cái dịch vụ chuyển giới cũng như là chăm sóc y tế cho vấn đề sau khi chuyển giới điều này đã ảnh hưởng khá nhiều và nhiều tiểu bang ở những tiểu bang được xem là bảo trợ và hỗ trợ cho các trẻ chuyển giới cũng đang lo ngại rằng các cái trung tâm cung cấp cái dịch vụ y tế cho việc chích học môn và chăm sóc y tế cho những trẻ chuyển giới cũng sẽ bị liên đới trách nhiệm liên quan tới cái vấn đề luật của liên bang và cái uh, ngân sách của liên bang. Đây được xem là một trong những cái uh, chiến thắng của phe bảo thủ và những người mà được thêm là bảo vệ và ủng hộ cho uh, thành phần chuyển giới thì uh, đang tìm cách lo ngại bởi vì các trẻ em chuyển giới vốn không có tiền để chuyển giới và cái vấn đề chuyển giới của họ là sử dụng ngân sách của tiểu bang và của quốc gia. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay quan tòa đã bác bỏ một lệnh cấm của California đối với lại các loại súng mà có cái mức độ ta, à, tàn sát cao hơn tức là hai capacity magazine tức là những băng đạn dài hơn Bản tin mới nhất cho biết thì California không thể ban lệnh cấm đối với những người chủ nhân súng khi mà họ làm chủ các cái băng đạn dài hơn 10 viên đạn. Đó là một phán quyết của một tòa án liên bang đã đưa ra vào ngày thứ Sáu. Quyết định này đã đưa ra bởi quan tòa của liên bang là Roger Renetes, à, trong đó dường như là không có hiệu lực ngay lập tức và Bộ trưởng Tư pháp thuộc Đảng Dân chủ của tiểu bang California là Rob Bonta cam kết rằng sẽ đưa ra cái uh, uh, hành động được xem là nộp đơn kháng án sau khi mà lệnh cấm này vẫn tiếp tục áp dụng với tiểu bang California. Lệnh này là sẽ ngăn cấm tất cả những cái băng đạn có nhiều viên và đây là lần đầu tiên đã bị hạ xuống kể từ năm 2017 sau khi mà tòa đã lật đổ cái quyết định này. Vào năm ngoái thì Tối cao Pháp viện đã đưa ra một cái tiêu chuẩn mới làm cách nào để mà có thể uh, uh, kiểm soát về cái luật lệ súng đạn ở Hoa Kỳ và cái uh, tiêu chuẩn mới này dường như là nó điều chỉnh một chút về cái tình trạng mà những cái loại súng trong quá khứ và trong lịch sử nó khác biệt với bây giờ và tối cao pháp viện đã ra lệnh là phải đưa ra cuộc điều trần và duyệt xét lại cái tiêu chuẩn mới này. Đây được xem là một trong những cái chiến thắng của phe ủng hộ và bảo vệ cho quyền sở hữu súng đạn tại California vốn được quy quy định trong hiến pháp của liên bang Hoa Kỳ mà trong đó California đòi cấm tất cả những cây súng nào mà có hơn 10 viên đạn tức là cái băng đạn không được quá 10 viên đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong một trong những kẻ đã chụp mũ cho ông Trump là có liên hệ tới cái uh, việc mà nga xen vào một bầu cử năm 2016 đã chính thức bị khởi tố về tội hối lộ và ông này được xem là nhân vật rất quyền lực của uh, thượng thiện viện Hoa Kỳ đó là ông Bob Menendez chủ tịch uh, quỹ ban đối ngoại tại thượng viện thành viên của đảng Dân Chủ đại diện cho tiểu bang New Jersey tại liên bang của Hoa Kỳ là ông Bob Menendez đã bị cáo buộc ít nhất một số tội liên quan tới tham nhũng vào ngày thứ Sáu, nhiều năm sau khi mà cựu Tổng thống Trump đã bị ông này cáo buộc là thỏa hiệp với chính phủ của Nga trong vòng à, hai năm qua rất nhiều người chúng tôi đã bị à, gặp khó khăn trong những câu hỏi liên quan tới tổng thống đó là lời phát biểu của ông Menendez đã từng phát biểu trên sàn thượng viện năm 2019 vào tháng 2. và câu hỏi là chưa bao giờ à, có thể thấy được cái tình trạng mà ta, tổng thống của hoa kỳ ông ta đã làm việc với lại phía của nga và <laughs> ông ta có thể sẽ thỏa hiệp với chính quyền của nga đây là lời nói của Menade đã diễn ra năm 2019 và trong đó ông ta gần như chụp mũ cho ông Trump là có quan hệ mật thiết với lại cái cuộc gọi là sen vào bầu cử của Nga. Và trong ngày thứ sáu hôm nay thì ông ta đã bị công tố viên của chính quyền liên bang truy tố về tội nhận hối lộ và cả bà ta, ông ta và vợ của ông ta đã nhận hối lộ bằng tiền tươi, bằng những cái thỏi vàng, bằng những chiếc xe sang trọng và kể cả việc mà ông ta có những hành động khác và đây là nhân vật được xem là khá quyền lực và ông ta đã nhận được rất nhiều những lợi lộc từ chính quyền của Ai Cập và bản tin cho biết thì không khi mà lục soát gia đình của cặp vợ chồng ông Bob Menendez tức là chủ tịch của quỹ ban đối ngoại tại thượng viện thì người ta phát hiện ra trong đó có các thỏi vàng trị giá lên tới 100 ngàn và 480 ngàn tiền mặt đã cất giấu ở đây và các công tố viên nói rằng đã đủ để truy tố người đàn ông 69 tuổi đặt dân chủ này sau 6 năm kể từ khi mà cái tòa vụ án hình sự nắm vào ông ta đã bị bế tắc bởi vì không có quyết định của Bộ Thẩm đoàn và trong nhiều năm nay họ đã tìm cách gọi là chia rẽ gia đình của chúng tôi và tìm cách gọi là dập tắt tiếng nói của tôi và đào mồ chôn chính trị của tôi đó là lời phát biểu của ông Menendez đã đưa ra cái thông cáo báo chí và ông ta lên tiếng và kêu gọi những người ủng hộ tiếp tục ủng hộ cho ông ta đó là bản tin liên quan tới ông Bob Menendez và cũng trong ngày hôm nay thì Chủ tịch khối đa số của thượng viện đã lên tiếng và yêu cầu ông Bob Menendez là bước ra khỏi cái chức vụ chủ tịch của quỹ ban đặc trách về đối ngoại của thượng viện một cách tạm thời. Bản tin mới nhất cho biết thì ông Bob Menendez sẽ tạm thời rời khỏi cái chức chủ tịch của quỹ ban đối ngoại tại thượng viện sau khi mà ông ta nhận bản cáo trạng từ cái công tố viên của liên bang. Chủ tịch khối đa số tại thượng viện là Chuck Schumer đã nói với đài truyền hình Fox News vào chiều ngày thứ sáu là ông Menendez tạm thời sẽ rời khỏi chức chủ tịch của ủy ban tiếp theo các cáo buộc về nhận hối lộ của ông ta. Ông Bob Menendez là một người phục vụ cho công chúng và luôn tranh đấu cực cho người dân của New Jersey. Ông ta đang ở một cái tiến trình và ông ta đang chờ đợi một cái phiên tòa công bằng. Đó là lời phát biểu của Chuck Schumer đưa ra và thượng nghị sĩ Menendez hiện nay đã quyết định là sẽ tạm thời rời khỏi chức chủ tịch của quỹ ban đối ngoại tại thượng viện một cái chức vụ khá quan trọng và cho tới khi nào cái nội vụ này được giải quyết thì lúc đó sẽ được quyết định sau đây được xem là một trong những cái quyết định mới nhất của Bob Menendez đã đưa ra và ông này được xem là người đã chụp mũ cho ông Trump là có quan hệ mật thiết với lại nga trong cuộc bầu cử năm 2016 đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, lần đầu tiên một ông thống đốc đầy kinh nghiệm của California đã đối lý trước ứng cử viên của đảng Cộng Hòa chạy đua vào ghế tờ tổng thống. Đó là cuộc tranh luận gây gắt của Gavin Newsom, thống đốc tiểu bang California và Ramaswamy là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa chạy đua vào chức vụ tổng thống. Và trong đó, ông Ramaswamy đã sử dụng tất cả những cái kiến thức của ông về khoa học và đã tìm cách gọi là văn hồng đối với Gavin Newsom, khiến cho Gavin Newsom gần như im lặng và bỏ chạy. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. ứng cử viên Đảng Cộng Hòa là ông Vivek Ramaswamy và thống đốc Đảng Dân Chủ của California là Gavin Newsom đã có một cuộc tranh đổi gây trao đổi gây gắt về cái vấn đề khí hậu toàn cầu. Ramaswamy đã lên tiếng và chỉ trích ông Newsom trên cái trang uh, platform X tức là trang Twitter về cuộc chiến chống lại khí hậu toàn cầu bị hâm nóng và được uh, chia sẻ lại cái bản statement này ở trên đài truyền hình Fox Digital. Gavin Newsom đã bỏ mặt tất cả những cái uh, ý kiến về khoa học. Ông ta làm đủ mọi thứ để uh, không muốn tranh luận với bất kỳ ai. Đó là lời phát biểu của Ramaswamy đã đưa ra và uh, ngay sau đó thì uh, uh, ông uh, Newsom đã lên tiếng tweet lại rằng thông điệp của tôi tới Liên Hiệp Quốc là cơn khủng hoảng về khí hậu toàn cầu là cơn khủng hoảng chính là từ nhiên liệu hóa thạch đó là lời khẳng định của ông Gavin Newsom đã đưa ra trong một video mà ông ta phát biểu à ở cái gần ở Liên hợp Quốc và nói rằng đây là điều không thể tranh cãi. Trong khi đó thì ông Ramaswamy đã lên tiếng và nói lại rằng cái thông điệp của tôi gửi cho ông Nielsen là vấn đề thay đổi khí hậu toàn cầu. Cái nghị trình này không có gì liên quan tới vấn đề khí hậu à, mỗi một năm và và đã khiến cho Trung Quốc đã có thể là uh, kiếm lợi hơn từ phía của Hoa Kỳ. Ông Ramaswamy đã lên tiếng và nói rằng điều này cũng không có gì tranh cãi. Và ông lên tiếng nói tiếp rằng cần phải khai thác, cần phải sử dụng than đá và cần phải tái lập tất cả các cái lò nguyên tử. Nielsen ngay sau đó đã tìm cách đã đáp trả lại ông Trump trong một cái tweet khác trong đó nói rằng là cái người ứng cử viên của đảng hòa trong việc à, tranh cử tổng thống đã tìm cách gọi là <laughs> à, đưa ra những cái lời phân tích và ngược với khoa học à, cái à, Nghị trình về than đá của ông à, nó sẽ giống như là một cái vụ 911 một cái giả thuyết về 911 đó là lời phát biểu của ông Gavin Newsom đưa ra ngay lập tức thì Ramaswamy đã đáp trả ngay vấn đề thảm kịch về khí hậu toàn cầu à, và cái chết này nó đã giảm đi 98% trong vòng một à, là một thế kỷ qua lúc đó còn chưa có cả lúc đó còn chưa có cái nhiên liệu hóa thạch và tám lần có nhiều người đã chết rất là nhiều bởi vì khí hậu cực lạnh à, và cực nóng và đây là the cái đường hướng quan trọng nhất để cho chấm dứt cái tình trạng này là bây giờ là cần phải sử dụng lại nhiên liệu hóa thạch. Ông Ramaswamy cho biết Trung Quốc có tới 115 cái nhà máy than đá vẫn đang xây dựng và tiếp tục. Trong khi đó họ lại có thêm 250 cái khác giữa lúc mà chúng ta chỉ còn có vài cái nhà nhà máy than đá và cần phải đóng cửa. Và điều không điều quan trọng nhất là Galvanism đã không có hiểu biết gì về khoa học. Trong đó ông ta vẫn tìm cách gọi là đưa cái nghị trình này ra và chứng minh cho thấy là trước khi mà có nhiên liệu hóa thạch thì thế giới vẫn cực lạnh và cực nóng và điều này không có liên can gì tới nhiên liệu hóa thạch ngay lập tức thì toán kê làm việc của Gavin Newsom ở trên cái trang platform X đã im lặng và rút lui gần như là không dám lên tiếng bởi vì chính Ramaswamy đã viện dẫn tất cả những cái chi tiết trong lịch sử ra để chứng minh rằng nhiên liệu hóa thạch không phải là nguyên do dẫn tới khí hậu toàn cầu bị hâm nóng và đây là một cái hành động được xem là thổi phồng của phe cực tả và đám Gavin Newsom đã rút lui một cách im lặng và không lên tiếng đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã có một cái uh, quy tắc chung để đối phó tình trạng Trung Quốc có thể uh, hưởng lợi trong cái số tiền 52 tỷ Mỹ Kim trong cái đạo luật gọi là hỗ trợ cho ngành chip điện tử. Bộ Thương mại Hoa Kỳ trong ngày thứ sáu đã loan báo về cái quy tắc cung cấp ngân sách dưới đạo luật Chip and Science Act, tức là đạo luật và đối phó với Trung Quốc có thể có được quyền lợi trong số tiền 52 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ từ chính phủ liên bang và trong đó 39 tỷ Mỹ kim sẽ hỗ trợ cho việc sản xuất về semiconductor. Những quy tắc này sẽ giới hạn các cái nguồn ngân quỹ này là trong đó đối phó với lại tình trạng mà các quốc gia nước ngoài thuộc dạng bị lo ngại trong vòng 10 năm và họ sẽ cùng tham gia nghiên cứu với lại cái môn bài đặc biệt của Bộ Thương mại và nếu như mà họ hợp tác với những quốc gia đang có tinh thần lo ngại và việc này cũng là bao gồm luôn việc lo ngại về vấn đề an ninh quốc gia và họ sẽ bị cấm sử dụng tất cả nguồn ngân quỹ này để xây dựng, để cải thiện hoặc là cái để thực hiện những cái công xưởng mà sản xuất chip điện tử nằm bên ngoài Hoa Kỳ. Đây được xem là những cái quy tắc mới mà phía của Bộ Thương mại đặt ra để cung cấp ngân quỹ cho những công ty nào mà sản xuất semiconductor tại Hoa Kỳ. Trong đó, nếu như họ hợp tác với lại những nhà khoa học của nước ngoài thì bắt buộc phải báo cáo cho Bộ Thương mại biết và những khoa học này không thể đến từ những quốc gia mà Hoa Kỳ đang quan tâm, tức là Trung Quốc và bên cạnh đó thì họ không được phép sử dụng ngân quỹ này để mà dùng để cải thiện hoặc xây dựng hoặc là có những cái cải biến ở những cái công xưởng của họ ở nước ngoài mà chỉ chi dùng cho công xưởng của họ tại Hoa Kỳ mà thôi. Đây được xem là một trong những cái quy tắc mà Bộ Thương mại đã đặt ra dựa trên đạo luật chip and science act. Đây là đạo luật đã được ban hành từ năm ngoái, trong đó 52 tỷ Mỹ kim để hỗ trợ sản xuất semi connector tại Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông Ron DeSantis đã cho ngưng lại ít nhất là 4 trường học ở tại Florida chỉ vì những trường này đã có những mối quan hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thống đốc Ron DeSantis đã ra lệnh cho Bộ Giáo dục của tiểu bang Florida, tức là FDOE, là phải ngưng lập tức những cái sự chọn lựa về học bổng của các trường học với những trường nào và được phát hiện có trực tiếp quan hệ với đảng Cộng sản Trung Quốc. Quyết định này đã được đưa ra vào ngày thứ Sáu sau khi mà có cuộc điều tra bởi cái Bộ Giáo dục của tiểu bang Florida gọi là FDOE, trong đó công bố là có ít nhất là bốn trường. À, thứ nhất là trường <laughs> Lower và Upper Preparatory uh, uh, School ở tại Western và uh, Parkhouse Academy ở tại Winter Park và Parkland School ở tại Winter Park cũng uh, là có quan hệ trực tiếp với nhà nước Cộng sản Trung Quốc và văn phòng của thống đốc đã đưa ra bản statement là những trường nào mà có quan hệ trực tiếp với nhà nước cộng sản Trung Quốc đều phải bị ngưng lại và không thể hoạt động tiếp tục. Đây được xem là bốn trường đại học đã có mối quan hệ với nhà nước cộng sản Trung Quốc. Ông Ron DeSantis đã viết trên trang platform X và chúng tôi đã ngưng lại tất cả cái việc mà chương trình gọi là School Choice Scholarship là một cái chương trình mà tặng học bổng cho việc chọn lựa trường học và có hiệu lực ngay lập tức và chúng tôi sẽ không để cho một đồng thuế nào của Florida để gửi tới những trường mà có liên hệ tới những quốc gia thù địch của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những chính sách cứng rắn của ông Ron DeSantis cứng rắn với Cộng sản Trung Quốc và buộc các trường này phải chấm dứt tất cả những cái nguồn nhận tài trợ từ tiểu bang. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của tnp channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau bye bye